Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của My. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới mọi người một trải bài với nội dung là điều bạn đang bận tâm sẽ diễn ra như thế nào. Và trước khi vào video thì mình cũng có thông báo là mình có nhận xem trải bài Tarot riêng và tư vấn healing riêng cho mọi người. Cho nên nếu như mà anh chị hoặc là các bạn nào đang có nhu cầu xem trải bài riêng với mình này, hoặc là có những cái vấn đề cần được tư vấn và healing riêng á, thì mọi người có thể đặt lịch với mình ở trên trang fanpage hoặc là Instagram nha. Mình sẽ để link của fanpage và Instagram ở dưới phần mô tả cũng như là ở phần bình luận. Ok, quay trở lại với video của chúng ta thì vẫn như thường lệ thôi, mình sẽ cho mọi người lựa chọn 3 tụ bài dựa theo 3 bìa sách. Và 3 cuốn sách ngày hôm nay sẽ là 3 cuốn sách về kinh tế đầu tư tài chính. Tụ bài số 1 là cuốn Trò Bịp Trên Phố Wall của Michael Lewis. Tụ bài số 2 là cuốn sách Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall, một cuốn sách gọi là kinh điển cho tất cả những ai mà học tập nghiên cứu hay là làm việc về đầu tư chứng khoán đúng không? Và tụ bài số 3 sẽ là cuốn Phù Thủy Sàn Chứng Khoán. Đó, ba cuốn sách rất là gọi là cơ bản kinh điển về đầu tư, về kinh tế tài chính. Ok, bây giờ chúng ta hãy dùng cái cảm nhận của mình này, cái bìa sách mình thích hoặc là cuốn sách mà các bạn thích để mà lựa chọn ra tụ bài phù hợp với bản thân mình nha. Xin chào các bạn, tụ 1 là các bạn đã chọn cuốn sách Trò Bịp Trên Phố Wall của Michael Lewis. Và bây giờ thì mình sẽ xem là điều mà bạn đang quan tâm, đang bận tâm sắp tới sẽ diễn ra như thế nào nhá. Và đây là trải bài chung cho nên chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở. Chỉ đón nhận những cái nguồn năng lượng hay là những cái thông điệp nào mà nó thực sự là phù hợp và đúng với bản thân của mình thôi nha. Còn nếu như các bạn thấy cái trải bài này này, cái tụ bài này nó không đúng với cái câu chuyện của mình á, thì các bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn sang một cái tụ bài khác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với tụ 1 xem là điều bạn đang bận tâm sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn có nữ hoàng cốc, các bạn có 10 cốc, Trusted Temperance, kết nối năng lượng với tụ 1, Ace of Cups, Six of Pentacles, The World, The Hierophant, Death and Nine of Swords. Kết nối năng lượng với tụ 1. Ok, đối với các bạn tụ 1 thì mình thấy rằng là ở hiện tại ấy, các bạn đang ở trong một cái tình huống nào đó mà buộc các bạn phải đưa ra một cái sự lựa chọn hoặc là một cái quyết định ở đây. Và cái quyết định này nó cũng khá là quan trọng đối với các bạn và các bạn cảm thấy rất là thận trọng, cân nhắc khi mà phải đưa ra cái quyết định này. Mình thấy rằng á, hiện tại các bạn đang có những cái sự mâu thuẫn, đấu tranh ở trong nội tâm giữa lý trí và cảm xúc này, giữa những cái sự mà bạn sử dụng cái đầu óc, cái tư duy của mình để mà phân tích mọi thứ với một bên là cảm nhận, là trực giác, là linh cảm, là tình cảm của bạn. Đấy, các bạn đang đứng ở giữa và cảm giác là bị giằng co bởi hai cái khía cạnh đó ở chính ngay trong tâm thức của bạn. Mình thấy có hai trường hợp. Thứ nhất á, cái tình huống của bạn đang gặp phải ở đây á, có thể nó là một tình huống về tình cảm, là câu chuyện tình cảm, là cái mối quan hệ tình cảm của các bạn. Hoặc thứ hai á, nếu không phải là mối quan hệ tình cảm thì đấy cũng là một cái tình huống mà các bạn bị chi phối bởi cảm xúc khá là nhiều. Bình thường á, thì mình thấy là các bạn tụ một là những người khá là lý trí và thận trọng trong cuộc sống nhá. Các bạn biết kiểm soát cái cảm xúc của bản thân rất là tốt. Khi mà có một cái cảm xúc, một cái cảm nhận nào đó nó dấy lên á, các bạn không bao giờ nghe theo nó ngay, không bao giờ để nó chi phối bản thân mà gây ra những cái hành động khiến cho bạn phải hối hận. Và bạn thường dùng cái lý trí, cái tư duy logic của mình để phân tích, đặt mọi thứ lên bàn cân và tính toán một cách rất là cẩn thận á. Đấy, các bạn cảm thấy là không bao giờ muốn cho cái cảm xúc của bản thân nó chi phối mình. Và chính bởi vậy á, cho nên là ở trong cái tình huống này nè, các bạn cũng cảm thấy rất là khó để mà đưa ra lựa chọn. Bởi vì rõ ràng một mặt thì có thể nó là cái câu chuyện về tình cảm của các bạn và các bạn đang bị chi phối bởi tình cảm rất là nhiều. Còn nếu không á, thì đây cũng là một cái tình huống mà các bạn đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào đây. Có thể đây là một cái cơ hội mà các bạn đang rất là thích, một công việc, một cái việc làm nào đó, một cái mối quan hệ nào đó mà nó khiến cho bạn có rất nhiều cảm xúc yêu thích ở trong đấy. Nhưng mà vì bạn có cái thói quen là cái gì bạn cũng cần phải suy xét một cách cẩn thận, bạn rất là thận trọng. Đấy, hai cái lá bài này này, cho nên là bạn vẫn đang lưỡng lự và chưa dám đưa ra quyết định ở đây. Mình cảm thấy rằng á, có một vài những cái trường hợp có thể xảy ra như sau. Có thể các bạn đang
đứng trước một cái cơ hội tình cảm, có ai đó ngỏ lời với bạn và bạn cũng cảm thấy là quý mến, có thiện cảm, cũng thích người ta. Nhưng mà bạn như cái bạn nữ hoàng cốc này này, bạn nghĩ rằng là bây giờ tôi chỉ có một cái ly tình cảm này thôi, bây giờ tôi trao cho người này thì tôi không biết là cái mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu, cái người này họ có thực sự là tốt với tôi không, cái tình cảm này có thực sự là đúng đắn, phù hợp dành cho tôi không. Và nếu như mà có chuyện gì đó trái ý xảy ra chẳng hạn, thì cái ly tình cảm này của tôi nó sứt mẻ thì sao. Đấy, tức là bạn cũng có tình cảm nhưng mà bạn còn đang sử dụng cái lý trí khá là nhiều, và điều đó khiến cho bạn e ngại, không dám đưa ra cái quyết định, vì bạn sợ rằng là khi bạn trao đi cái ly tình cảm này rồi á, thì bạn sẽ gặp phải những chuyện mà khiến cho bạn bị tổn thương. Đấy, mình cảm nhận là các bạn tụ một có thể là trong quá khứ các bạn cũng đã gặp phải những cái chuyện gì đó trái ý, không được vui vẻ lắm trong tình cảm, và nó cũng tạo ra cho các bạn những cái sự tổn thương trong quá khứ, khiến cho bây giờ bạn trở nên thận trọng hơn với cái việc trao gửi tình cảm của mình. Đó, đấy là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai á, có thể là trong mối quan hệ các bạn đang cần phải đưa ra một cái sự lựa chọn, một cái quyết định nào đó, và các bạn rất là phân vân. Bạn nghĩ rằng là nếu như mà mình lựa chọn như vậy, mình đề xuất như vậy, đưa ra quyết định như vậy, thì liệu nó có ổn hay không, nó có ảnh hưởng gì đến cái mối quan hệ tình cảm này hay không. Đấy, hoặc nếu như không phải trong tình cảm nhá, thì trong cuộc sống, có thể là bạn vừa mới nhận được một cơ hội nào đó về công việc, về tiền bạc tài chính, hoặc là một cái mối quan hệ mới, bạn vừa mới quen biết một ai đó đi, và bạn thấy người ta rất là tốt, bạn thấy cái cơ hội này rất là tốt, bạn rất là thích. Nói chung là cái tình huống này bạn đã thích lắm rồi. Để mà xét về tình cảm thì là có tình cảm, rất là yêu thích rồi. Nhưng bạn còn phân vân thôi, bạn phân vân không biết là nếu mình đi theo cái con đường đó, mình làm cái công việc đó, mình học cái đó, mình lựa chọn như vậy, thì cái kết thúc nó như thế nào, liệu nó có ổn hay không, liệu mình có gặp phải cái khó khăn gì hay không. Đấy, tức là bạn có cái sự đấu tranh trong tư tưởng rất là nhiều. Và mình thấy từ trước tới giờ các bạn là những người mà rất thích cái sự cân bằng và điều độ trong cuộc sống. Bạn không thích có cái sự xáo trộn, bạn không thích cái sự thay đổi quá là nhiều. Bạn muốn mọi thứ nó ở trong cái tầm kiểm soát của bản thân. Bạn muốn mọi thứ nó đi theo một cái kế hoạch. Và chính vì vậy nó khiến cho các bạn thận trọng trong từng cái quyết định của bản thân ấy. Mình thấy các bạn tụ một là những người rất là ổn định và cân bằng trong cuộc sống. Nếu như mà ai đó nhìn từ bên ngoài vào bạn ấy, sẽ thấy bạn là những người rất là điềm tĩnh, bình ổn, luôn luôn có chừng, có mực, luôn luôn là những người biết giới hạn. Tuy nhiên thì trong cái hoàn cảnh này á, chính cái đó nó lại là một cái thứ mà nó đang kìm hãm bạn, chưa đưa ra được quyết định và bạn vẫn bị trùng trình ở đây. Thì mình thấy rằng là nhá, dù cho cái tình huống của bạn là gì, thì sắp tới á, nó đang diễn tiến theo một cái chiều hướng rất là tốt. Mình cảm thấy rằng là các bạn đang đi đến gần cuối của cái chặng hành trình này rồi. Có thể là cái công việc này các bạn đang có những cái khó khăn, đang có những cái thách thức nào đó, những cái vấn đề nào đó ở trong cái dự án, trong cái công việc của các bạn, và bạn chưa dám đưa ra cái quyết định cuối cùng. Bạn thấy nó hơi liều lĩnh, nó hơi táo bạo, và nó không biết là sẽ mang lại lãi hay lỗ, có rủi ro gì không. Tuy nhiên thì hiện tại ấy, mình thấy các bạn đã đi đến gần cuối của cái hành trình này rồi. Tức là ví dụ như trong công việc đi, thì cái dự án đấy ấy, nó chỉ còn một vài bước nhỏ nữa thôi, đang cần bạn ra quyết định nữa thôi là nó sẽ kết thúc, nó sẽ hoàn mỹ, nó sẽ trọn vẹn. Cái chuyện tình cảm của các bạn cũng thế, nó đang tiến triển rất là tốt rồi. Và dù cho nó có cái vấn đề gì ở hiện tại đi, thì cũng chỉ cần một vài những cái hành động của bạn nữa thôi, bạn có thể giải quyết được cái vấn đề này một cách rất là trọn vẹn. Nó sẽ là một cái sự kết thúc viên mãn, khiến cho bạn cảm thấy rất là hài lòng, thoải mái. Ở đây nó có lá The World và lá 10 ly. Nó thể hiện là đến cuối của hành trình này á, sẽ là một cái thứ rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ, khiến cho bạn cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái, cảm xúc tràn trề. Nếu như bạn đang muốn tiến tới một cái sự cam kết trong một mối quan hệ tình cảm của các bạn, thì rất có khả năng là cái mối quan hệ này nó sẽ sắp tới nó sẽ bước lên được một cái bước cao hơn, là các bạn sẽ cùng nhau về chung một nhà, xây dựng một cái mái ấm, và nó rất là hạnh phúc. Có thể ở hiện tại thì bạn còn đang phải cân nhắc chuyện nọ chuyện kia đấy, nhưng mà hãy cứ mạnh dạn và đưa ra những cái hành động của bản thân đi, bởi vì kết thúc cái mối quan hệ này rất là xứng đáng để cho bạn làm những cái việc đó, đưa ra những cái quyết định đó. Đấy, còn nếu như đây là một cái công việc, một cái hành động, một cái tình huống nào đó khác ấy, thì sắp tới nó cũng sẽ kết thúc một cách rất là hoàn mỹ, bạn sẽ có được những thứ bạn mong muốn. Nếu bạn nào mà đang có cái năng lượng là muốn hướng ra nước ngoài á,
bạn đi ra nước ngoài để học, để làm hoặc là kinh doanh, ký kết hợp đồng nào đó với đối tác nước ngoài chẳng hạn đi, hoặc các bạn muốn học một cái thứ gì đó liên quan đến yếu tố nước ngoài, thì mình cảm thấy khả năng cao là trong thời gian tới các bạn cũng sẽ bắt đầu tiến triển được cái mong muốn đó các bạn nhé. Và cái hành trình này á, mình cảm thấy là nó còn là một cái hành trình nó rất là mật thiết, kiểu nó rất cần thiết, nó phục vụ cho cái hành trình phát triển về tâm linh và tinh thần của các bạn cơ. Đấy, cho nên là không phải ngẫu nhiên mà cái tình huống này nó lại khiến cho các bạn có cái sự giằng xé và đấu tranh phân vân như vậy trước khi bạn đưa ra quyết định. Mình thấy đây là một cái tình huống nó cũng rất là quan trọng, và nó là một cái trải nghiệm mà sẽ mang đến cho bạn rất nhiều bài học. Bài học về nhận thức tư duy đã đành, nhưng mà đây còn là bài học về sự phát triển về tâm hồn, về tâm linh và tinh thần cơ. Có thể là sau cái trải nghiệm này này, khi mà các bạn đưa ra được cái quyết định cho bản thân ấy, thì dù cái tình huống tiếp theo nó sẽ tiến triển như thế nào thì các bạn cũng sẽ học được rất nhiều thứ, khiến cho các bạn hiểu ra được rất nhiều điều. Và đến cuối cùng của hành trình, mình cảm thấy có một cái sự lột xác ở đây, một cái sự thay đổi. Đây là một cái bước ngoặt rất lớn trong cuộc sống các bạn tụ một. Có thể là từ trước tới giờ các bạn đang sống theo một kiểu, các bạn đang là một kiểu người như vậy, các bạn đang có những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái lối thiên hướng như vậy trong cuộc sống. Nhưng mà sau cái hành trình này này, đấy, thì các bạn sẽ đổi khác hoàn toàn. Mà cái sự đổi khác này á, không phải là do ngoại cảnh nó tác động đâu, mà là chính cái chuyển biến, cái chuyển hóa ở bên trong các bạn ấy. Các bạn nhận ra được là bản thân cần phải thay đổi cái điểm này điểm kia, cần phải hoàn thiện mình hơn, cần phải bỏ bớt đi những cái thứ này để mà đón nhận thêm những cái thứ khác. Tức là cuộc sống các bạn sẽ có một cái sự chuyển biến rất là lớn theo cái hướng là tích cực nhá. Các bạn sẽ trở nên tốt hơn, trở thành một cái phiên bản mới, đẹp hơn, sáng hơn, hiểu biết hơn, trí tuệ hơn, biết thông cảm, biết lắng nghe nhiều hơn. Tức là các bạn trưởng thành hơn, rắn giỏi hơn và vững vàng hơn trong cái hành trình tâm linh, tinh thần của mình. Mình cảm thấy các bạn sẽ được khai sáng á, có một cái sự vỡ ra trong nhận thức. Tức là nó không đến mức là giác ngộ, nhưng mà nó là một cái gì mà trước kia bạn còn mù mờ, bạn còn chưa sáng tỏ, bạn còn hiểu sai chẳng hạn đi. Và nó khiến cho bạn đã từng đưa ra những cái hành động sai lầm trong quá khứ, và chính vì nhiều lần đưa ra những quyết định sai lầm và lựa chọn sai lầm, nó khiến cho các bạn trở nên thận trọng và dè dặt hơn trong việc đưa ra quyết định ấy. Thì qua cái trải nghiệm lần này này, thì các bạn sẽ hiểu ra được một cách rất là trọn vẹn, đầy đủ, sáng suốt. Và từ giờ trở đi thì các bạn sẽ không còn bị đưa ra những cái quyết định sai lầm nữa. Cho nên ấy, đây là cái thời điểm mà đã đến lúc các bạn cần phải quyết đoán và đưa ra quyết định rồi. Đấy, vũ trụ đang kêu gọi các bạn là hãy mạnh dạn đưa ra cái sự lựa chọn của bản thân đi. Các bạn là những người rất thông minh, các bạn vừa có lý trí, các bạn vừa rất tỉnh táo, nhưng các bạn cũng là những người có cái trực giác rất là nhạy bén. Các bạn biết cân bằng hai thứ đó, các bạn là những người rất là điều độ và không để cái cảm xúc nó chi phối. Đấy chính là sức mạnh của các bạn. Cho nên đây là cái lúc mà hãy phát huy cái sức mạnh của bản thân, đừng nghi ngờ bản thân, và đừng để cho những cái trải nghiệm không vui, trải nghiệm không như ý trong quá khứ, nó trở thành một cái rào cản, nó kìm hãm bạn lại. Đó, dù cho ấy, những cái quyết định của bạn nó dẫn đến cái tình huống nào ấy, thì đấy cũng chính xác là cái con đường mà các bạn cần phải đi. Bởi vì là ở trong hiện tại, dù bạn lựa chọn như thế nào ấy, tương lai bạn có nghĩ về nó, bạn cảm thấy như thế nào, thì ở hiện tại đó cũng là cái lựa chọn mà các bạn cảm thấy là đúng đắn nhất, các bạn muốn làm như vậy nhất. Cho nên là dù thế nào chăng nữa thì nó cũng sẽ là một trải nghiệm quý giá đối với cuộc sống của bạn, và giúp cho bạn học được một cái bài học nào đó. Đến cuối cùng á, thì tất cả nó cũng sẽ qua thôi, cái gì nó cũng sẽ được giải quyết thôi. Đó, cho nên là đừng quá là lo sợ, đừng để những cái sự e ngại, đừng để những cái sự phân tích được mất hơn thua, tính toán quá là chi li, nó kìm hãm, nó kiểm soát bạn, để mà bạn vụt mất đi những cái cơ hội được trải nghiệm những cái thứ thú vị, ý nghĩa và những cái niềm vui ở trong cuộc sống. Mình cảm thấy nếu như bạn nào đang có những cái băn khoăn về công việc, tài chính, tiền bạc nhá, thì sắp tới các bạn cũng có thể là sẽ có tiền đấy. Có thể là sẽ có một ai đó họ trợ giúp, họ hỗ trợ giúp đỡ bạn trong cái hành trình sắp tới của bạn. Họ trao cho bạn những cái cơ sở vật chất để bạn có thể phát triển, phát huy cái công việc, cái cuộc sống của bạn. Còn nếu như các bạn đang muốn tiến triển một công việc nào đó, thì cũng rất có thể là sắp tới bạn sẽ nhận được những cái dự án, những cái hợp đồng, hoặc là có những cái khách hàng, những cái đối tác mà giúp cho các bạn cải thiện cái khía cạnh về vật chất, tài chính trong cuộc sống của bạn. Đó. Ở hiện tại mình thấy các bạn đang
để cho cái sự phân vân nó chiếm hữu cái tâm trí á, cho nên các bạn đang bị lo nghĩ khá là nhiều. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có đủ khả năng để giải quyết cái vấn đề này. Các bạn hoàn toàn có đủ khả năng để đưa ra cái quyết định sáng suốt trong cái trường hợp này. Cho nên là hãy mạnh dạn đưa ra quyết định. Những điều bạn mong muốn đang được hiện thực hóa, nó đang trên đường tới với bạn rồi. Tuy nhiên á, có thể ở ngay hiện tại thì bạn chưa thể nhìn thấy nó ngay đâu. Ví dụ như là bạn gieo một cái hạt giống đi, thì kể từ cái lúc bạn gieo hạt ấy cho đến lúc mà nó nảy mầm, nó thành cây, nó đơm hoa kết trái á, nó cần có thời gian đấy, và nó rất cần cái sự chăm sóc, cái sự sát sao theo dõi cái công vun trồng của bạn. Cho nên chỉ cần bạn không ngừng hành động, bạn không ngừng quan tâm theo dõi sát sao cho nó, dù đấy là vấn đề về tình cảm hay là công việc hay là bất kỳ một lĩnh vực gì, chỉ cần bạn bỏ tâm huyết, bạn bỏ thời gian, bạn dành cho nó những cái tình cảm, cái nhiệt huyết đấy, bạn đi, bạn đồng hành với nó, bạn không từ bỏ nó, bạn không bỏ bê nó thôi, thì chắc chắn trong tương lai mình thấy là sớm thôi, những điều bạn mong muốn nó sẽ thành hiện thực và các bạn sẽ có những cái kết thúc rất là viên mãn. Đấy, The Worm và lá 10 ly hiện lên ở đây. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nhé. Có thể một phần cái lý do khiến cho các bạn đang chần chừ băn khoăn ấy là cái quyết định này của bạn có thể sẽ làm mất lòng một số người ở trong mối quan hệ của các bạn. Có thể trong câu chuyện tình cảm thì bạn sợ bị người kia của bạn bị mất lòng, hoặc là bạn sợ vợ chồng của bạn mất lòng, hoặc là bạn bè, hoặc là đồng nghiệp, sếp, hoặc là người thân. Tức là bạn đang có những cái sự là phân vân giữa cái ý muốn của bản thân với cái ý muốn của người khác. Bạn sợ là có cái sự bất hòa ở đây. Tuy nhiên á, lá bài hiện lên cái thông điệp rằng là bạn không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Đấy, trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều những cái phe, những cái hướng khác nhau, mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Và bạn làm hài lòng người này chắc chắn bạn sẽ không làm hài lòng được người khác. Đấy, và khi mà bạn cứ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người thì cái người thiệt thòi nhất, cái người chịu đau khổ, cái người chịu bế tắc nhất, cái người mà chìm vào trong những cái sự gọi là phiền muộn, sầu não chỉ là bạn mà thôi. Đấy, còn nhiều khi á, những người xung quanh họ cũng có những cái vấn đề của riêng họ và họ cũng không quá là bận tâm xem là bạn như thế nào đâu. Đấy, nhiều khi họ thấy bạn có một cái vấn đề và họ đưa ra cái ý kiến đóng góp như thế. Tuy nhiên bạn hành động như thế nào thì cái người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với cuộc sống của bạn cũng chỉ là bạn mà thôi. Đấy, họ còn rất nhiều cái vấn đề khác cần phải bận tâm. Cho nên là đừng để cho cái thái độ, cái cảm xúc, cái đánh giá của người khác ảnh hưởng đến những cái bước đi, những cái quyết định, định hướng ở trong cuộc sống của bạn. Đặc biệt là những cái định hướng quan trọng, ví dụ như là chuyện học tập, chuyện nghề nghiệp, sự nghiệp, chuyện tình yêu, chuyện cưới xin. Đấy, chính bạn là người mà hiểu rõ được bản thân mình nhất. Và mình tin rằng với các bạn tụ một ấy, những người rất là lý trí, những người biết cân bằng mọi thứ, thì các bạn hoàn toàn đủ sức để tự đưa ra được những quyết định cho bản thân mình. Cho nên là tựu chung lại, điều bạn đang quan tâm sắp tới sẽ thế nào, nó đang tiến triển rất là tốt, nó sẽ là những cái kết thúc rất là viên mãn. Bạn sẽ học hỏi, phát triển được rất là nhiều về nhận thức, về tâm linh, tinh thần. Và bạn sẽ có một cái sự lột xác, một cái bước ngoặt khiến cho bạn thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn ở đây. Cho nên hãy cứ mạnh mẽ, mạnh dạn và tự tin bước đi nhé, giải phóng tất cả mọi lo lắng, suy nghĩ để mà bước đi trên hành trình này. Thì đó chính là thông điệp của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn tụ 1 rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn chọn tụ 2, là các bạn đã chọn cuốn sách Bước đi ngẫu nhiên trên phố Won. Ok, bây giờ mình sẽ xem là những điều mà các bạn tụ 2 đang bận tâm thì sắp tới sẽ diễn ra như thế nào nhá. Đây là trải bài chung mang năng lượng của nhiều người, cho nên chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở, chỉ đón nhận những cái nguồn năng lượng và thông điệp nào phù hợp với bản thân mình thôi. Còn nếu như các bạn thấy cái tụ bài này á, nó không khớp với câu chuyện của các bạn thì các bạn có thể là chọn sang một cái tụ bài khác nha. Ok, kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Điều bạn đang quan tâm sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn có 7 gậy, 6 kiếm. Điều bạn đang quan tâm sẽ diễn ra như thế nào đây? Kết nối với các bạn tụ 2. Phòng suốt. Các bạn có 1 kiếm, 8 kiếm, 3 of cups, 8 of pentacles. Kết nối năng lượng với các bạn tụ 2.
Ok, đối với các bạn thụ hai á, thì mình thấy rằng là cái vấn đề mà các bạn đang bận tâm đến ở trong thời điểm hiện tại á, nó có thể là một trong những cái tình huống sau. Cái trường hợp đầu tiên á, là ở hiện tại mình cảm thấy là các bạn đang có rất nhiều những cái vấn đề cần phải bận tâm, phải đấu tranh, phải lo lắng ở trong cuộc sống á. Mà những cái vấn đề này thì nó thiên về cái khía cạnh về công việc, vật chất, tiền bạc, tài chính hoặc là học tập nhiều hơn là về khía cạnh tình cảm. Có thể là cùng một lúc các bạn đang phải làm nhiều việc hoặc là phải gồng gánh rất là nhiều thứ để lo cho cái vấn đề vật chất, tiền bạc ở trong cuộc sống của mình. Hoặc là các bạn đang phải học tập rất là nhiều, phải căng thẳng, phải bận rộn với cái việc học tập. Hoặc không ạ, dù cho các bạn đang không bận rộn, đang không làm nhiều ạ, thì cái đầu óc, cái tâm tư, tình cảm của các bạn ạ, nó cũng đang phải băn khoăn, phải trăn trở, phải lo lắng về cái khía cạnh vật chất, tiền bạc, công việc, học tập khá là nhiều. Bạn có rất nhiều những cái thứ khiến cho bạn bận tâm. Và mình thấy là nó cũng có nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái thử thách ở trong cuộc sống của bạn trong cái đợt này. Những cái vấn đề mà nó hơi phức tạp một chút, và đôi lúc nó khiến cho các bạn cảm thấy là bị mông lung, bị bế tắc, không biết là mình nên làm gì, mình nên giải quyết cái vấn đề đó theo hướng nào. Ví dụ như là trong công việc của bạn đi. Đấy, hiện tại có thể là bạn đang gặp một chút vấn đề về mặt tiền bạc tài chính, hoặc là công việc. Đấy, bạn đang tìm việc chẳng hạn, và bạn đang không biết là nên tìm việc như thế nào, sắp tới công việc của mình nó sẽ ra sao, sắp tới khía cạnh tài chính của mình thế nào. Hoặc là về học tập chẳng hạn, thì bạn cũng đang cảm thấy khá là lo lắng, không biết chuyện học tập sắp tới, cái hướng đi của mình nên như thế nào. Đấy, tức là các bạn đang có rất nhiều những cái sự đấu tranh, cái sự lo lắng, mâu thuẫn ở trong nội tâm đó. Hoặc cái trường hợp thứ hai nữa là bạn vừa mới rời khỏi một cái tình huống nào đó mà nó không được vui vẻ, nó không được như ý của bạn mong muốn. Có thể đấy là một mối quan hệ mà nó đã không còn cái sự gắn kết dành cho nhau, hoặc là thậm chí là một cái mối quan hệ mà nó không có tốt đẹp cho nhau. Đấy, bạn vừa mới rời khỏi cái mối quan hệ đó, và ở hiện tại thì cái tâm trạng của bạn đó, nó vẫn còn đang bị chi phối, bị ám ảnh, bị gọi là xáo trộn khá là nhiều, bị dư chấn bởi những cái thứ mà các bạn vừa mới rời đi á. Các bạn còn lưu luyến, các bạn còn vương vấn, các bạn còn buồn rất là nhiều, tổn thương nữa. Đấy, cái trường hợp tiếp theo á, là bạn đang muốn thay đổi. Có nhiều bạn ở đây mình thấy là bạn đang muốn thay đổi một cái khía cạnh gì đó trong cuộc sống của mình. Các bạn thấy là đã đến lúc mà mình cần phải chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, làm mới lại bản thân. Đấy, nhưng mà có một cái gì đó ở bên trong tâm trí của bạn đó, nó vẫn đang kìm bạn lại. Có thể là các bạn đã ở trong một cái vùng quen thuộc, một cái vùng an toàn nào đó khá là lâu rồi. Và khi mà mặc dù là các bạn rất muốn thay đổi, rất muốn là tạo ra một cái bước ngoặt mới, đấy, trong tâm tư của bạn á, thì nó đang có một cái sự thôi thúc rất là lớn là hãy làm một cái gì đó khác biệt đi. Tuy nhiên thì những cái thứ mà nó là cái thói quen của bạn, hoặc là những cái vùng an toàn của bạn á, nó vẫn đang kìm bạn lại, và bạn chưa biết được cách nào để mà thực sự là giải phóng mình ra khỏi cái vùng an toàn đấy để mà bắt tay vào hành động. Đấy, hoặc là bên cạnh bạn á, có rất nhiều những cái lời bàn tán, những cái người mà họ dì vào tai bạn mỗi ngày và nói rằng là cái việc đấy khó lắm, cái việc đấy bạn không làm được đâu, cái việc đấy không có ai làm như thế cả, cái việc đấy nó sẽ không đi đến đâu vào đâu đâu. Tức là bạn gặp nhiều những cái ý kiến mà nó không được tích cực, gọi là bàn lùi á, và nó khiến cho các bạn cảm thấy là bị bế tắc, không có đủ động lực, không có đủ niềm tin để mà bước lên phía trước một bước và nắm lấy những cái cơ hội trong cuộc sống. Đó, thì mình thấy đấy là ba cái trường hợp mà khả năng cao là các bạn chọn thụ hai đang mắc phải. Đó, và những cái vấn đề của các bạn á, nó hầu như là nó nằm ở bên trong tinh thần, tâm lý của bạn thôi, và nó khiến cho các bạn bị đấu tranh. Cái sự đấu tranh ở đây là đấu tranh về mặt nội tâm, chứ còn xét về khía cạnh là hành động á, thì mình thấy lại chưa có cái hành động gì nhiều ở đây. Tức là các bạn nghĩ quá nhiều. Đấy, và thành ra là bị triệt tiêu mất cái khả năng hành động, bị do dự, bị thiếu quyết đoán. Đó, nhưng mà để mà nói rằng là cái tình huống này nó sẽ đi về đâu ạ, thì đây là cái lúc mà vũ trụ đã kêu gọi các bạn rằng là hãy giải phóng tất cả những cái sự băn khoăn, cái sự lo lắng đấy đi. Đấy, cái vấn đề về thực chất ạ, nó không hề
Phức tạp, nó không hề bi quan đến mức như bạn nghĩ đâu. Chỉ chẳng qua là vì bạn để cho cái nỗi sợ hãi, cho cái vùng an toàn, cho những cái gì gọi là quen thuộc của bản thân, hoặc là bạn để cho những cái lời nói của những người xung quanh á, nó tác động đến bạn quá nhiều, nó ám thị vào trong tâm trí của bạn, và nó khiến cho cái nỗi sợ ở bên trong bạn nó quá lớn, và nó triệt tiêu mất cái động lực, cái niềm tin, cái sức mạnh để bạn hành động. Đây là cái lúc mà các bạn cần phải gạt bỏ tất cả những cái sự lo lắng vô cớ đấy sang một bên. Hãy tự tin hơn vào bản thân mình, lấy lại niềm tin, lấy lại cái sự chủ động để mà hành động. Bất kỳ cái gì bạn muốn làm trong cái thời điểm này, hãy mạnh dạn và làm nó đi. Bởi vì mình thấy rằng á, khi mà các bạn gọi là quyết đoán hơn, chủ động hơn, thì cái kết quả mà bạn nhận được nó sẽ là những cái gì rất là vui. Mình thấy ở đây là sau một thời gian nữa, bạn sẽ có những cái buổi có những khoảng thời gian rất là vui vẻ. Có thể là các bạn sẽ được có những buổi đi chơi cùng với bạn bè, hoặc là có những buổi mà ăn mừng, chúc tụng liên hoan cùng với bạn bè. Và các bạn cũng nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi, những cái lời tán dương, những cái lời động viên từ người khác. Nói chung là những cái mối quan hệ xung quanh các bạn sắp tới nó sẽ tiến triển rất là tốt. Còn về khía cạnh công việc thì cũng thế. Khi mà bạn sẵn sàng bước ra khỏi những cái sự bế tắc này này, giải phóng bản thân khỏi những cái sự e ngại này và bắt tay vào làm việc á, bạn càng tập trung chăm chỉ và dành nhiều năng lượng của bản thân cho công việc bao nhiêu trong cái giai đoạn này, thì khoảng độ 1, 2 đến 3, 4 tháng tới thôi, nói chung từ giờ tới cuối năm, thì mình thấy là cái công việc của các bạn nó sẽ tiến triển rất là tốt. Và tất cả những gì bạn bỏ ra, những cái công sức, những cái thời gian, những cái nỗ lực, thậm chí là tiền bạc vật chất bạn đầu tư vào cho công việc của bạn á, nó sẽ thu được những cái thành quả rất là tương xứng. Bạn sẽ có được một cái thành tựu nào đấy trong công việc khiến cho bạn cảm thấy rất là vui vẻ. Có thể là chính vì cái thành tựu trong công việc hay là học tập này này, nó đã khiến cho các bạn có được những cái buổi ăn mừng, buổi liên hoan, buổi chúc tụng ở đây với nhau. Cho nên là cứ hãy mạnh dạn và nắm bắt tất cả những cái cơ hội mà nó đến với bạn trong cái giai đoạn này. Bạn muốn làm gì thì hãy làm nó đi, đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều nữa. Mình thấy các bạn tụ hai đang bị suy nghĩ khá là nhiều á, và những cái suy nghĩ đấy thực ra nó không cần thiết, nó không có phản ánh đúng cái tình huống hiện tại. Nó chẳng qua là do các bạn đang để cho bản thân mình bị mắc kẹt ở trong những cái nỗi lo sợ, hoặc là để cho bản thân bị chi phối bởi những cái lời gièm pha, những cái lời bàn qua tán lại của người khác khá là nhiều thôi. Đã đến lúc mà bạn lấy lại cái chính kiến của bản thân mình rồi. Đấy, để mà loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi bản thân ấy, thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải bắt ép bản thân mình là không được nghĩ đến nó nữa. Cái cách đấy thực ra là nó không mang lại hiệu quả. Khi mà chúng ta càng ép mình không được nghĩ về cái gì ạ, thì cái đấy nó sẽ càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu bạn. Bây giờ bạn cứ thử bảo bản thân là mình sẽ không nghĩ về con khỉ đi, mình không được nghĩ về con khỉ, thì trong đầu bạn nó sẽ chỉ toàn khỉ là khỉ thôi. Đấy là cái điều chắc chắn trong tâm lý của con người rồi. Cho nên là hãy cho bản thân những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những lúc nào bạn thấy cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy đầu óc rối bời quá và không thể hành động được, đấy, bạn chưa có đủ năng lượng ấy, hãy tạm gác tất cả mọi vấn đề sang một bên đi. Dành cho bản thân một ngày hoặc là một buổi, hai buổi, có những cái khoảng không gian riêng, làm những cái việc mình thích, hoặc đơn giản là đi ngủ, nghỉ ngơi, thư giãn. Đấy, để mà lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái năng lượng. Sau đó ấy, khi tâm trạng nó ổn hơn rồi, thì bắt đầu ngồi xuống, suy nghĩ, phân tích vấn đề và lên cái kế hoạch để hành động. Đấy, và với những bạn nào mà đang ở trong những cái tình huống mà nó khiến cho các bạn không được vui vẻ, không được thoải mái cho lắm, bị bất an ở trong cái giai đoạn này á, thì hãy tin tưởng rằng là cái tình huống này nó sẽ sắp chấm dứt rồi. Đấy, bạn đang từng bước một thoát khỏi cái vùng sóng gió để đến với cái vùng bình yên rồi. Đó, và nếu như bạn nào mà vừa mới trải qua một cái tình huống như vậy, bạn vừa mới chấm dứt một mối quan hệ độc hại, bạn vừa mới thay đổi một cái công việc mà nó không tốt cho bạn, bạn vừa mới thay đổi một cái chỗ ở không tốt để chuyển đến một cái chỗ ở tốt hơn chẳng hạn, đấy, thì cũng hãy cứ bình tâm. Một cái điều mà các bạn cần lưu ý nữa trong giai đoạn này là hãy bình tâm, hãy kiên nhẫn, hãy cho bản thân mình thời gian. Đừng quá thúc ép bản thân hay là tạo ra những cái căng thẳng cho bản thân mình. Khi mà các bạn chuyển từ một cái cũ sang một cái mới á, lúc nào nó cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian nó xáo trộn, nó dao động một chút, và nó cần phải làm quen với cái môi trường mới. Lúc nào nó cũng thế á, dù trong công việc, tình cảm hay là chỗ ở. Đó, thì chỉ cần bạn chủ động trong cuộc sống thôi, bạn không suy nghĩ quá là nhiều nữa này, và bạn
hướng về phía trước, bạn không ngừng tiến về phía trước, còn lại thì cứ để mọi thứ nó diễn ra một cách chậm rãi, từ từ, theo đúng với cái nhịp độ mà khiến cho các bạn cảm thấy thoải mái ấy. Đừng cố bắt ép bản thân. Đó, dần dần cái tình huống của bạn nó sẽ trở nên tốt hơn thôi. Mình thấy là tựu chung lại thì để mà nói là cái vấn đề bạn đang bận tâm á, sắp tới nó sẽ thế nào á, thì mình thấy rằng sắp tới các bạn sẽ được thông suốt tất cả những cái băn khoăn, những cái lo lắng, những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra ở trong thời gian này, thì sắp tới bạn sẽ có câu trả lời. Và đến cuối cùng á, thì các bạn sẽ có được những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ, có được cái thành tựu trong công việc, có được những cái buổi mà chúc mừng, vui chơi gì đó cùng với người thân, cùng với bạn bè. Đấy, cho nên chẳng qua là ở hiện tại ấy, những cái đấu tranh ở trong bạn á, nó thực chất là do chính bạn thôi. Đấy, bạn đang nhìn mọi thứ nó bị bi quan quá, bạn đang để những cái năng lượng tiêu cực nó chi phối bản thân mình hơi nhiều. Thì hãy chủ động, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn nhá, cắt đứt khỏi những cái thứ tiêu cực mà nó vẫn đang ám thị lên bạn hàng ngày. Đấy, cho bản thân những khoảng không gian nghỉ ngơi, sau đó thì lên dây cót tinh thần và tập trung vào những thứ thực sự là quan trọng trong cuộc sống của bạn. Mình cảm nhận rằng là các bạn thứ hai ấy, các bạn đang rất muốn thay đổi cái cuộc sống rồi. Các bạn đang muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn. Các bạn đang muốn làm một cái gì đó khác đi, thay đổi, bứt phá. Tuy nhiên thì bạn còn đang rụt rè, bạn còn đang chưa dám mạnh dạn bước đi thôi. Bởi vì là những cái vấn đề trong tâm lý của bạn này này, nó vẫn còn đang ngổn ngang ấy. Thì có ba cái lời khuyên mà vũ trụ gửi đến bạn. Thứ nhất, các bạn hãy kết nối lại với trực giác của bản thân. Mình cảm thấy là có khá nhiều bạn trong tụ hai á, là những người cũng khá là nhạy cảm á. Các bạn có những cái trực giác, những cái linh cảm rất là đúng á. Tuy nhiên thì nhiều khi á, các bạn lại chưa lắng nghe được cái cảm nhận của mình. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cố tình gạt phăng nó đi. Khi mà có một cái cảm nhận gì đấy nó nảy lên ở trong đầu bạn, thì ngay lập tức bạn lại nói rằng là cái đấy là vô căn cứ, cái đấy vô cớ, không có lý lẽ, không có hợp logic, thôi gạt nó đi. Đấy chỉ là suy nghĩ viển vông, mình không nên tin vào những cái điều đó. Tức là bạn chưa thực sự là lắng nghe và tiếp nhận những cái tín hiệu từ bên trong trực giác của bạn gửi tới bạn. Hoặc nữa là bởi vì các bạn đang bị ảnh hưởng bởi những cái tác nhân xung quanh quá là nhiều, bạn quá là để tâm đến những lời nói của người khác, hoặc là bạn quá bị dao động, bạn dễ bị dao động, dễ bị hoang mang bởi những cái lời nói của người khác. Thành ra là bạn vặn nhỏ đi mất cái khả năng kết nối lại với bản thân mình. Khi mà chúng ta để cho cái tác nhân ở môi trường xung quanh ấy, nó ảnh hưởng đến chúng ta quá nhiều ấy, thì chúng ta sẽ không còn đủ cái sự mạnh mẽ và cái sự ổn định, cân bằng để mà nghe được những cái tiếng nói thực sự tỏa ra từ bên trong chúng ta nữa. Cho nên là đây là cái lúc mà các bạn cần phải lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn. Bất kể những cái tín hiệu nào nó phát ra từ bên trong bạn, dù là nó đến một cách ngẫu nhiên hay là một cách có nguyên nhân, thì hãy chú ý đến nó. Hoặc là những cái gì mà nó rất là thôi thúc bạn, khi mà bạn không làm nó thì bạn cảm thấy thiếu, bạn cảm thấy không được trọn vẹn á, thì đấy là những cái mà bạn cần phải làm. Dù cho ở bên ngoài mọi người có nói ra sao, có bàn qua tán lại như thế nào, thì hãy để ý nhiều hơn đến cái tiếng nói ở bên trong mình. Một cái cách nữa để mà các bạn thu hút lại được những cái điều tốt đẹp, hay là khiến cho cái kết quả mà bạn đang mong muốn á, nó diễn ra một cách nhanh hơn á, là hãy nhìn vào những gì bạn đang có. Mình cảm nhận là một phần trong số cái nguyên nhân khiến cho các bạn tụ hai cảm thấy bị bế tắc, bị trùng trình trong cái giai đoạn này, hoặc là cảm thấy bị vật lộn với cuộc sống trong cái giai đoạn này á, là các bạn đang quá là chăm chú nhìn vào những cái thứ mà bạn chưa có, cái mặt tiêu cực của vấn đề. Trong khi á, chỉ cần các bạn nhìn lại thôi thì các bạn sẽ thấy là thực ra bản thân đang có rất là nhiều thứ. Các bạn đang có thời gian, các bạn đang có sức khỏe, các bạn đang có đầy đủ những cái điều kiện bạn cần để làm được bất kỳ điều gì các bạn muốn. Các bạn đang có một cái mái nhà, các bạn đang có đầy đủ những cái vật chất tiện nghi, trong khi ngoài kia có rất nhiều người họ còn đang phải khó khăn hơn bạn rất là nhiều. Đấy, cho nên khi mà chúng ta cứ nhìn vào những cái chúng ta còn thiếu, chúng ta nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề á, thì nó sẽ chỉ càng khiến chúng ta bị mất động lực hơn mà thôi. Cái cách để xoay chuyển tình thế á, là các bạn cần phải thay đổi lại cái góc nhìn, nhìn vào những cái nguồn lực mà mình đang sẵn có. Thì khi đấy bạn mới biết được là bạn đang có cái gì để bạn có thể sử dụng và
bắt đầu thay đổi, hoàn thiện hoặc là cải thiện mọi thứ nó tốt hơn được. Đó, cho nên ấy, trong thời gian này thì bạn tụ 2 đang được khuyến khích là hãy thực hành lòng biết ơn. Hãy nhìn lại vào những thứ bạn đang có và cảm thấy biết ơn, cảm thấy đầy đủ với chính những cái thứ đó. Rồi từ đó sử dụng chính những cái nguồn lực bạn sẵn có đấy để mà phát triển cuộc sống của bạn. Ở đây á, cái lá bài này nó nói lên một cái thông điệp là cái lòng biết ơn á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thu hút được nhiều thứ hơn là cái sự mong muốn hay là cái sự phàn nàn. Tức là khi mà bạn nói rằng là tôi rất muốn có tiền, tôi rất muốn có tình yêu, hoặc là các bạn phàn nàn rằng là tại sao tôi mãi không có tiền, tại sao tôi mãi không có được tình yêu chẳng hạn đi, thì nó đang thể hiện một cái năng lượng ở bên trong bạn là cái năng lượng cảm thấy thiếu thốn ấy. Đấy, vì không có cho nên mới muốn, vì không có cho nên mới phàn nàn, mới đau khổ ấy. Còn khi mà các bạn cảm thấy biết ơn, tức là các bạn đã cảm thấy đủ đầy với nó rồi. Cho nên là hãy thực hành cái lòng biết ơn thay vì là luôn luôn bày tỏ là ham muốn hoặc là phàn nàn vì không có được. Đấy là cái cách để giúp chúng ta xoay chuyển năng lượng, cũng như là để xoay chuyển tất cả những cái tình thế khó khăn, thử thách ở trong cuộc sống này. Bởi vì cái thế giới bên ngoài ấy, thực chất nó là phản ánh của cái nội tâm ở bên trong của chúng ta thôi. Đấy, cho nên là tựu chung lại thì điều bạn đang quan tâm thực ra nó không hề phức tạp như bạn nghĩ, và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để các bạn có thể giải quyết được nó và đạt được những thứ mà bạn mong muốn. Chỉ cần bạn chủ động hơn, quyết đoán hơn, bắt tay vào hành động, hãy lắng nghe trực giác của bạn nhiều hơn và hãy thực hành lòng biết ơn, nhìn vào những thứ mà bạn đang có trong cuộc sống nhé. Ok, cảm ơn các bạn tụ 2 rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn chọn tụ 3 là các bạn đã chọn cuốn Phù thủy sàn chứng khoán. Ok, bây giờ mình sẽ xem là đối với những điều mà các bạn tụ 3 đang bận tâm, đang quan tâm thì sắp tới sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và đây là trải bài chung mang năng lượng của nhiều người, cho nên chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở, chỉ đón nhận những cái năng lượng nào phù hợp với bản thân mình thôi. Và nếu như các bạn thấy cái tụ bài này á, nó không đúng với câu chuyện của các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn lựa lại sang một tụ bài khác nha. Ok, kết nối thông điệp với các bạn tụ 3. Các bạn có Page of Pentacles, cậu bé Su, cậu bé Ly. Điều các bạn tụ 3 đang bận tâm sẽ diễn ra như thế nào đây? Các bạn có Strength, King of Pentacles. Ok, điều các bạn tụ 3 đang bận tâm sắp tới sẽ diễn ra như thế nào? Ok, đối với các bạn tụ 3 thì mình thấy rằng là khả năng cao là hiện tại các bạn đang có được một cái cơ hội, bạn vừa được nhận một cơ hội, hoặc là có ai đó đang ngỏ ý giới thiệu hoặc là chia sẻ tới bạn một cái cơ hội nào đó về công việc, tiền bạc, tài chính, học tập, mà nó mang đến cho bạn rất nhiều những cái triển vọng và hứa hẹn. Đây, mình thấy ở đây có rất nhiều những cái triển vọng hứa hẹn về mặt vật chất, có thể là một cái công việc mà cái cơ hội công việc mà nó mang đến cho bạn cái triển vọng là bạn sẽ có mức thu nhập cao, hoặc là bạn sẽ có khả năng thăng tiến cao, bạn sẽ có được những gì bạn muốn về mặt vật chất. Bởi vì mình thấy cái kết thúc, cái sự hứa hẹn mà cái cơ hội này nó mang đến cho bạn là các bạn sẽ nâng được cái năng lượng từ cậu bé Su lên đến ông vua Su, tức là cái cấp độ về mặt vật chất, về tất cả cái gì bạn mong muốn về khía cạnh tài chính, tiền bạc, công việc, cơ hội thăng tiến nó sẽ mang đến cho bạn. Ở đây mình chưa nói là cái việc nó có mang đến cho bạn thật hay không nhá, mà ở cái thời điểm hiện tại ấy, là cái cơ hội đấy nó hứa hẹn là sẽ mang đến cho bạn những cái điều đó. Cho nên là mình thấy á, các bạn cũng đang rất là thích thú với cái cơ hội này. Đấy, nếu như những ai có cái năng lượng như vậy thì các bạn đang cảm thấy rất là thích thú với cơ hội này. Hoặc cái trường hợp thứ hai nữa là các bạn đang có một cái cơ hội về tình cảm. Có thể các bạn vừa quen với một ai đó và họ với bạn có những cái kết nối về mặt tình cảm với nhau, khiến cho bạn cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái khi ở bên cạnh họ. Và đồng thời á, cái đối phương của bạn ấy, cái người đó, họ cũng là những cái người mà có địa vị hoặc là có tiền bạc, vật chất, công việc ổn định ở trong xã hội. Và nó khiến cho bạn, khi mà bạn suy xét về mọi mặt với cái người này á, bạn thấy rằng là họ đáp ứng được toàn bộ tất cả cái tiêu chí của bạn. Họ vừa mang cho bạn cái sự vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh này, bạn với họ vừa có những cái sự rung động với nhau về mặt tình cảm này, và đồng thời thì bạn cũng thấy được họ là những người có tiềm năng ở trong cuộc sống. Họ có vật chất, họ có điều kiện kinh tế các thứ ổn định, và thành ra là bạn rất là thích. Đấy, thì nó có hai cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên á, thì đối với các bạn tụ 3 á,
cái cơ hội này á, nó cũng khiến cho các bạn bị băn khoăn rất là nhiều. Và ở hiện tại thì bạn vẫn đang ở trong cái tình thế là mông lung, chưa ra quyết định. Bạn đang không biết là mình có nên nắm bắt cái cơ hội đó hay không, mình có nên lựa chọn cái người đó hay không, mình có nên bước vào cái mối quan hệ đó hay không, để mình có nên làm công việc đó không, có nên đầu tư cái này không. Tức là mặc dù bạn thấy rõ ràng là cái cơ hội này nó có triển vọng và nó hứa hẹn cho bạn rất nhiều những cái thứ nó đẹp đẽ ở tương lai, nhưng mà trong bạn lại có một cái gì đấy nó còn ngờ ngợ, nó còn dè chừng, nó còn khiến cho bạn bị đắn đo, băn khoăn và chưa dám nhận lời hoặc là chưa đưa ra cái quyết định cuối cùng. Sở dĩ tại sao các bạn lại có những cái đắn đo đấy, vì mình thấy rằng á, các bạn tụ ba là những người mà có một cái năng lượng nó rất là tốt trong cuộc sống, tức là các bạn khá là chín chắn và trưởng thành và vững chãi về mặt năng lượng á. Dù bạn ở cái độ tuổi nào nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái nhận thức của các bạn nó rất là tốt này, cái cách mà bạn phân tích mọi vấn đề xảy đến trong cuộc sống nó rất là tốt. Bạn biết kiểm soát cái cảm xúc của bản thân, bạn biết kiểm soát những cái gì thuộc về hứng thú, thuộc về bản năng ấy. Bạn không bao giờ để cho cái sự hứng thú nhất thời, những cái sự bộc phát trong cuộc sống nó chi phối và nó khiến cho bản thân có những cái quyết định sai lầm. Đấy, cho nên là đứng trước cái cơ hội này, mặc dù bạn rất là thích rồi, bạn thấy nó rất là tốt rồi, nhưng mà bạn vẫn muốn chậm lại một chút. Bạn vẫn cảm thấy ở bên trong bản thân có một cái gì nó không thực sự là thoải mái lắm. Đấy, nó vẫn còn ngờ ngợ. Và vì vậy cho nên bạn chưa đưa ra cái quyết định cuối cùng. Thì trong cái tình huống này á, mình thấy rằng những cái cảm nhận của các bạn là đúng. Bởi vì là có thể là đằng sau những cái cơ hội mà nó đang mở ra với bạn ấy, nó có ẩn chứa những cái điều gì đấy mà nó khiến cho các bạn cần phải lưu ý, cần phải cân nhắc kỹ hơn. Và chính vì những cái điều mà nó ẩn giấu ở đằng sau này này, nó là những cái mà tiềm thức trực giác của các bạn biết được, bạn có cái câu trả lời. Cho nên là tiềm thức của bạn mới báo cho bạn biết bằng những cái tín hiệu bất ổn, bằng những cái sự do dự, bằng cái sự ngờ ngợ phân vân, để khiến bạn phải cân nhắc, phải thận trọng, phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi mà đón nhận cái cơ hội này. Bởi vì mình thấy rằng là có thể nhá, nó có một số những cái tình huống sau. Thứ nhất á, là đằng sau những cái cơ hội về công việc, về tiền bạc tài chính này này, vì nó là những cái cơ hội mà hứa hẹn rất nhiều triển vọng, cho nên á, cũng có rất nhiều người đang nhòm ngó, đang cùng muốn có được cái cơ hội đấy. Nó có những cái sự cạnh tranh ngầm ở đằng sau á. Mình cảm thấy là có thể là ngay cả cái người mà họ giới thiệu cho bạn cái cơ hội đó, thì thực chất ở bên trong họ ấy, cũng có những cái ý tứ gì đó khác. Có thể là họ mong muốn một cái điều gì đó khác từ bạn, hoặc là bản thân họ cũng muốn có cái cơ hội đấy, hoặc là cái cơ hội đấy nó có rất nhiều những cái cạnh tranh. Khi mà bạn nắm bắt, bạn dấn thân vào cái công việc đó, bạn dấn thân vào cái cơ hội và chất tiền bạc đó, thì bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái thách thức, những cái sóng gió, những cái mà bạn sẽ phải suy nghĩ, bạn sẽ phải tìm cách để mà cạnh tranh với rất nhiều người chẳng hạn đi. Đấy, hoặc là trong cái môi trường công việc đó thì nó sẽ có những người mà họ không thực sự là tích cực. Một cái trường hợp nữa là ở ẩn đằng sau cái cơ hội ấy, nó có những cái sự đánh đổi. Bạn một mặt là bạn có tiền bạc, bạn có địa vị, bạn có thể thăng tiến được, nhưng mà cái bản chất của công việc đấy nó lại không thực sự là tốt cho bạn, hoặc là không thực sự phù hợp với cái định hướng, với cái con người và cái mục đích sống của bạn chẳng hạn. Hoặc là để làm được cái công việc đó thì bạn sẽ phải làm một số những cái việc, điều gì đó mà nó trái với những cái quy tắc sống của bạn từ trước tới nay chẳng hạn. Bởi vì đằng sau, nói chung là đằng sau nó có những cái thứ mà nó không được minh bạch, nó không được rõ ràng. Đấy, cho nên nếu như mà bạn quá là nhanh chóng nhận lời cơ hội này á, thì có thể là về sau bạn sẽ gặp phải những cái tình huống mà nó không thực sự là thoải mái cho lắm. Và tiềm thức trực giác của bạn biết được cái điều đó, bởi vì bạn là một người có sức mạnh nội tại rất là sâu sắc ạ. Cho nên là bạn nhìn ra được cái điều đó. Và cái tiềm thức nó mới báo cho bạn biết thông qua những cái tín hiệu là bất ổn, là cái sự phân vân, là cái sự e ngại, lưỡng lự. Và nó khiến cho các bạn chưa đưa ra được cái hành động. Đấy, bạn vẫn còn đang ở trong trạng thái phân vân rất là nhiều, mặc dù thấy là cũng khá là thích cái cơ hội này rồi. Tương tự như vậy, nếu như bạn nào đang ở trong một cái mối quan hệ mới này này, quen biết một cái người mới này này, thì rất có thể là ẩn đằng sau con người của họ còn những cái điều gì đó mà bạn chưa nhận ra được ở hiện tại. Đấy, và tiềm thức của bạn báo cho bạn biết thông qua những cái tín hiệu bất ổn, để nó muốn bạn là phải suy xét, phải nhìn nhận, phải dành thời gian để mà
nhìn nhận nhiều hơn về con người này trước khi đưa ra quyết định tiến tới một cái mối quan hệ nào đó chính thức với họ. Đấy, cho nên là nếu như ở trong giai đoạn này bạn nào đang có những cơ hội có vẻ rất tốt nhưng mà bạn còn cảm thấy e ngại ấy, thì những cái trực giác của bạn rất là đúng trong cái giai đoạn này. Các bạn hãy dành thời gian để mà cân nhắc cho nó nhiều hơn. Đây là cái lá bài mà nó khuyến khích các bạn là hãy cân nhắc, hãy thu xếp mọi thứ một cách thật là ổn thỏa trước khi mà bắt đầu xúc tiến những cái gì đó mới tiếp theo. Đấy, hãy cân bằng lại cuộc sống đã. Hãy xem là bạn thực sự mong muốn điều gì, cái gì là cái quan trọng nhất với bạn, cái gì là cái mà bạn cần ưu tiên trong cái giai đoạn này để mà đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình. Và đối với các bạn tụ ba thì mình thấy cái lời khuyên mà vũ trụ dành cho bạn ở đây là hãy tìm đến những cái người mà họ thực sự là thân thiết và gắn bó với bạn. Họ là những người mà bạn đánh giá là hiểu bạn này, thực sự yêu thương, thực sự quan tâm bạn và có thể cho bạn được những cái lời khuyên ở trong cuộc sống ấy. Có thể đấy là gia đình, có thể đấy là người yêu, là những người bạn thân, những người tri kỷ, những người mà bạn có thể tin tưởng và trông cậy được vào họ. Để làm gì? Tìm đến với họ để chia sẻ thật sự ra những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống, những cái cơ hội mà bạn đang đón nhận được đây, cái mối quan hệ mới, công việc mới này. Hãy chia sẻ với họ rằng là nó mang lại cho bạn những cái hứa hẹn như thế nào đó, nhưng mà bạn vẫn còn băn khoăn, phân vân ở cái khía cạnh này, cái khía cạnh kia, và hỏi họ xem là ở góc độ của họ, nhìn một cách khách quan thì họ có thể cho bạn những cái lời khuyên, họ thấy cái vấn đề đó ra sao, bạn có thể nhận cái cơ hội đó hay không. Đấy, tức là hãy tìm đến họ, chia sẻ câu chuyện của bạn ra và xin cái sự góp ý từ họ. Thì rất có thể là những cái người thân thiết, tri kỷ này của bạn này, họ sẽ nhìn ra được một cái góc nào đó khác của vấn đề. Và từ cái nhìn khách quan như vậy thì họ sẽ cho bạn được những cái lời khuyên chính xác và sáng suốt nhất. Đó, và nếu như mà các bạn đang ở trong một cái tình huống mà các bạn cảm thấy bất ổn đi, không hẳn là các bạn có một cái cơ hội mới, mà chẳng qua là các bạn đang ở trong một cái tình huống mà mặc dù bạn cảm thấy không thoải mái nhưng mà bạn cũng chưa đủ cái sự mạnh mẽ để mà dứt ra khỏi cái tình huống đấy. Ví dụ như là một công việc, bạn không thích cái công việc đó nhưng mà nó lại mang đến cho bạn một cái nguồn thu nhập tốt. Bạn khi bạn làm, bạn phải làm những cái công việc gì đó, những cái nhiệm vụ ở trong công việc đó, bạn cảm thấy là nó trái với cái mong muốn của bạn, nó trái với cái nguyên tắc sống của bạn, nó là những cái khiến cho bạn cảm thấy không đúng với lương tâm chẳng hạn đi, những cái kinh doanh ngành nghề gì đó, nhưng mà vì nó mang lại cho bạn cái nguồn thu nhập, cái nguồn tài chính, cái cơ hội thăng tiến, cái địa vị, thành ra là bạn chưa dám dứt khỏi nó mặc dù bạn cảm thấy bất ổn. Hoặc là bạn đang đi theo một cái ngành học, một cái lĩnh vực nào đó mà bạn cảm thấy là nó rất là không phù hợp với bạn rồi, và bạn cảm thấy rất mệt mỏi khi theo nó, nhưng mà đấy là cái định hướng của gia đình, đấy là cái ngành học mà nó hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn cái triển vọng về cơ hội, về vật chất sau khi bạn học xong. Hoặc là các bạn đang ở trong một mối quan hệ với ai đó và bạn có rất nhiều những cái toxic, cái sự bất ổn ở trong mối quan hệ đó, nhưng mà vì cái mối quan hệ đấy nó mang lại cho bạn một cái mục đích gì đó khác, một cái khía cạnh về mặt vật chất chẳng hạn. Và hoặc là các bạn có những cái sự gọi là đam mê đến cái mức là mù quáng ấy và chưa dứt ra được khỏi cái mối quan hệ, thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải chia sẻ thực sự cái câu chuyện đó ra với những người mà bạn thực sự tin tưởng. Mình nhấn mạnh là chỉ những người mà bạn thực sự tin tưởng thôi, những người mà họ thực sự quan tâm, thực sự thấu hiểu và thực sự có thể cho bạn những cái lời khuyên và có thể giữ được cái bí mật cho bạn, thì hãy tìm đến họ và chia sẻ thật lòng những cái tình huống mà bạn đang gặp phải và xin họ cái sự góp ý, cái lời khuyên, cái sự tư vấn. Thì những cái ý kiến từ những cái người trong cộng đồng tri kỷ của bạn ấy sẽ giúp cho bạn nhìn ra được những cái vấn đề thực sự ẩn ở đằng sau cái câu chuyện của bạn, và từ đó thì bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất cho bản thân của mình trong cái giai đoạn tiếp theo. Và mình thấy rằng là nếu như ở hiện tại á, bạn nào mà đang phải dành nhiều thời gian cho công việc, cho những cái hoạt động trong cuộc sống, trong xã hội nhiều, những cái mối quan hệ bên ngoài nhiều, đấy, bạn đang cạnh tranh với những cái thứ trong cuộc sống rất là nhiều để mà nắm bắt những cái cơ hội về mặt vật chất, tiền bạc, thành ra là bạn bị cuốn vào cái vòng xoáy của công việc, của cơm áo gạo tiền, và bạn bị bỏ quên mất
những cái mối quan hệ tình cảm của mình á, và đặc biệt là tình yêu á, có thể là với người yêu hoặc là với vợ chồng của mình á, bạn thành ra là bạn không còn nhiều thời gian để mà quan tâm, để mà chăm sóc đến họ chẳng hạn, thì đây cũng là cái lúc mà các bạn nên thu xếp lại cuộc sống, cân bằng lại cuộc sống, đừng ôm đồm quá nhiều, đừng tham vọng quá là nhiều. Thực ra mình nói rằng là đừng tham vọng quá là nhiều thì mình cảm giác là một khi mà các bạn đang có những cái hoài bão rồi á, mà bảo rằng là đừng tham vọng quá là nhiều thì có thể các bạn cũng sẽ không nghe đâu. Nhưng mà cái bài lên ở đây thì nó chỉ khuyên rằng là hãy thu xếp để mà cân bằng lại cuộc sống một chút thôi. Đấy, để mà có những cái thời gian dành cho gia đình, cho những người thân yêu, hoặc là cho cái người yêu của bạn, cho vợ hoặc chồng của bạn. Có những cái buổi, có thể là dành buổi tối hoặc là dành cuối tuần để mà làm những cái hoạt động gì đó hâm nóng lại tình cảm, có thể là tặng cho người yêu của mình một món quà bất ngờ, hoặc là cùng nhau có những cái bữa ăn ấm cúng quây quần, hoặc là cùng nhau đi đâu đó chơi một buổi, hai buổi gì đó. Bởi vì mình thấy ấy, cái năng lượng về mặt tình cảm của bạn ở đây ấy, nó đang hơi có cái gì nó trùng xuống. Có thể là bạn đang dành quá nhiều thời gian và cái sự tập trung để lo lắng cho công việc và cho cuộc sống khá là nhiều, nó có cái sự sao nhãng về mặt tình cảm á. Cho nên là vũ trụ mới khuyên các bạn rằng là hãy để tâm cả đến những cái vấn đề về tình cảm, cái khía cạnh về mối quan hệ tình cảm các bạn nữa. Đấy, hãy tìm cách hâm nóng lại tình cảm. Có thể là khi mà các bạn gắn kết lại với người yêu hoặc là với vợ chồng của mình á, thì các bạn lại nhìn ra được một cái câu trả lời, một cái đáp án, hoặc là một cái hướng đi. Có thể chính họ sẽ là người mà giúp cho bạn nhìn ra được những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, giúp cho bạn biết được rằng là bạn có nên đón nhận cái cơ hội đó hay không. Đấy, nên làm gì để mà có thể có được những cái sự tốt đẹp nhất, phù hợp nhất và tránh khỏi những cái sự rủi ro. Cho nên là tiệu chung lại với các bạn tụ ba, để nói là cái điều bạn đang quan tâm nó sẽ diễn ra thế nào ấy, thì mình thấy là có thể đó là một số những cái cơ hội gì đó hứa hẹn rất là nhiều triển vọng cho các bạn, nhưng mà các bạn nên cẩn thận một chút. Đấy, nên dùng lý trí để mà phân tích, cũng như là lắng nghe cái tiếng nói bên trong mình ấy. Bởi vì là ẩn đằng sau những cái cơ hội đó thì mình cảm giác là nó sẽ có một số những cái gì khác, và khiến cho các bạn cần phải lưu tâm. Và các bạn nên tìm đến cái lời khuyên, cái sự tư vấn từ những người mà thân thiết tri kỷ mà bạn có thể tin cậy được. Nếu như bạn nào mà đang dành quá nhiều thời gian để mà quay cuồng với công việc, với cuộc sống, mà bị sao nhãng mất về khía cạnh tình cảm gia đình á, thì đây cũng là lúc mà các bạn nên thu xếp một ít thời gian thôi để mà hâm nóng lại cái tình cảm của các bạn. Đấy, cái điều đấy nó cũng sẽ rất là tốt cho năng lượng của các bạn tụ ba trong cái giai đoạn này. Thì ok, đó chính là những cái thông điệp dành cho các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn tụ ba rất là nhiều nhé.